chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại Room 42 phần bình luận của LBK. Và đây là các bạn đang theo dõi một trận đấu tiếp theo thuộc thể thức đấu 5 vs 5 tìm ra chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Màn ảnh của quý vị và các bạn. Một pha can thiệp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Rất nguy hiểm, những đường trên sân nhà là quá mạo hiểm khi mà các cầu thủ áp sát rất nhanh. Quy định. Martin Taylor. Quá kỹ thuật. Mình nhìn những pha đang bật như là môn phú sàn. Rất tuyệt vời. Xoay sở rất khéo. David Silva. Quá bổng. Nhiều cái cú dứt điểm gọi là sở trường của anh. Nhưng bóng vẫn chỉ bay ra ngoài mà ra thôi. Có lẽ trong khung thành thì đã được điểm bùa. Để mất bóng rất nguy hiểm. Yaya Touré. Pablo Zabaleta. David Silva. Aguero. Yaya Touré. Xử lý rất tự tin. Khéo hiệu. Xử lý rất tự tin. Cản phá rất đúng lúc. Chuyển đi. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Một pha xử lý không tốt. Có bàn đi. Đi bóng tốc độ. Pablo Zabaleta. Tình huống nguy hiểm. Vẫn còn. Enrique. Yaya Touré. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Rất nguy hiểm, những đường truyền sân nhà là quá mạo hiểm khi mà các cầu thủ áp sát rất nhanh. Navas. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Xử lý rất tự tin. Huy áp. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Một pha xử lý rất thoải mái. Đã có một pha phạm lỗi. Chuyển đi. Chuyển đi kìa. Aguero, dứt điểm nhẹ nhàng thôi. Không được. Martin Skrtel. Martin Taylor. Rất bình tĩnh. Một pha xử lý rất thoải mái. Một cái. Nguy hiểm. Không được. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Vincent Kompany. Jesus Navas. Và lúc này thì có lẽ rất nhiều người đang có cảm giác
có một cái bẫy vô hình đang được giăng ra. Tuy nhiên giăng như thế nào và lúc nào sập xuống thì không thể nói trước. Đội bóng nào để mất đi sự kiên nhẫn của mình trong trận này thì đội bóng đó sẽ bị trừng phạt. Đó là điều chắc chắn. Martin Tyler, Coutinho. Sẽ có một phút bù giờ. Pha bóng rất mạnh mẽ. Touré, Touré hoạt động khá rộng. Như cô, đó là Kavishiba. Đồng nhận thành Thiago Silva. Khá nguy hiểm. Pha đá phạt góc. Trọng tài đã nổi còi, kết thúc một trận đấu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải này của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Jesus Navas. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Quả đá vào góc. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm. Một pha xử lý rất thoải mái, rất tốt và cản phá rất đúng lúc. Đang có một pha phản đối. Rõ ràng là không có lỗi ở pha va chạm vừa rồi. Company. David Silva. Pablo Zabaleta. Jesus Navas. Một pha can thiệp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Pha bắt bài rất tốt. Navas. Navas. Today. Rất khó léo. Xử lý rất tự tin. Chuyền bóng. Vẫn còn. Không thành công. Navas. David Silva khoảng trống. Lại một đường chuyền xa địa chỉ. Philip. Cao hiệp. Cản phá rất đúng lúc. Và cản phá quyết liệt. Một pha xử lý rất thoải mái. Khá nguy hiểm. Những pha đánh chặn rất tốt. Navas. Touré. Touré hoạt động khá rộng. Aguero. Một cái. Những pha đánh chặn rất tốt.
Kỳ Đích. Bắn vào. Chuyển đi. Sút bóng. Đây là một tình huống phối hợp rất cầu kỳ. Đường xa bốn bóng rất thuận lợi. Rất bình tĩnh. Tình huống nguy hiểm. Vẫn còn. Rất tốt, pha cản phá rất đúng lúc. David Silva. Pha xử lý rất kỹ thuật. Pha bắt bài rất tốt. Kỳ Đích. Vẫn còn. Martin Skrtel. Là đúng lúc này trọng tài mới có kết thúc 90 phút chính thức. Hai bên sẽ dắt tay nhau vào hiệp vụ. Hiệp vụ đầu tiên đã bắt đầu. Ở những phút cuối cùng hiệp 2 của trận đấu, một số vị trí đá xuống sức rất rõ. Trọng tài đã thổi phạt. Rất tốt. Và cản phá rất đúng lúc. Rất bình tĩnh. Rất đẹp. Không được. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Cavani. Cho dù ngày hôm nay hàng hậu vệ có vẻ chơi hơi mơ ngủ nhưng thủ môn vẫn đứng vững. Đó là một đường chuyền. Một đôi. Và cắt bóng rất kinh nghiệm. Coutinho. Bóng được trả ngược lại. David Silva. Một cái. Và các bóng rất tỉnh táo. Chuyển đi. Rất tốt. Và cản phá rất đúng lúc. Martin Werner. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Lại một đường chuyền sai nữa rồi. Đường chuyền sai như thế này sự dứt người. Một sự tấn sát rất lộn xộn và nguy hiểm. Đừng bao giờ chuyền sân nhà khi mà đang áp sát. Và đúng lúc này hiệp thứ nhất kết thúc. Không có. Hiệp phụ thứ hai trận đấu đã bắt đầu. Đây, đội bóng khá rộng. Rất nguy hiểm. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Bóng đã ra ngoài sân. Một quả ném biên. Xử lý rất tự tin. Một quả phạt góc. Bóng đã được phá ra khỏi khu vực 16m50. Xoay trở rất khéo. Một pha lên bóng như vũ bão. Một pha xử lý rất thoải mái. Một cái. Ok.
đường truyền không chuẩn xác. Trọng tài kia. Tình huống nguy hiểm. Aguero. Và với một tình huống dứt điểm kỹ thuật vừa rồi đã mang lại tỷ số 1-0. Pha đột phá rất nhanh. Và các bóng rất kinh nghiệm. Như vậy trọng tài đã đổi tiếng vào mãn cuộc.